Kính thưa quý vị, chia sẻ của cặp vợ chồng bác sĩ gốc Việt Trinh Trang Jared là hai bác sĩ hiện đang phục vụ ở tại Trung tâm Bão Bệnh viện New York chống lại đại dịch virus Vũ Hán. Hai bác sĩ chia sẻ rằng nhiều người đã hỏi thăm tình hình ở New York City thế nào. Và thật tình, bác sĩ nói là mình không biết chia sẻ như thế nào, bởi lẽ không thể nào giải thích hết hay là diễn tả hết bằng lời được những gì mà đang diễn ra trong bệnh viện bây giờ. Những ngày qua muốn viết cũng không viết nổi vì cảm xúc như đã chai sạn đi. Chỉ trong vòng một tháng mà New York City của mình đã thay đổi đến chóng mặt. Và hiện tại ngay trong tâm dịch, mỗi ngày đi làm trong bệnh viện lại cảm thấy như là đang đi ra chiến trường, và ai cũng có chung một nỗi niềm lo lắng và bất lực. Đầu tháng 3, hai vợ chồng được nghỉ và vẫn còn kéo nhau road trip xuyên bang. New York City và nước Mỹ lúc này vẫn còn hoạt động bình thường, dịch bệnh lúc này hầu hết chỉ ở Seattle. Ngay trong bệnh viện, mọi người cũng chỉ nói về COVID-19 như thế. Nó ở tận đâu xa lắm và không liên quan đến mình. Chỉ là những ai đi du lịch từ những nước vùng dịch về thì phải cách ly 14 ngày. Hai đứa mình may mắn không lên kế hoạch đi chơi xa như mọi lần, vì cần ở lại đi ăn đám cưới bạn thân. Ngày xuất hành đi chơi cả hai còn đủ với nhau là nếu có ai đi dự đám cưới này mà bị nhiễm bệnh cũng chả sao, vì hết phân nửa khách mời là bác sĩ. Vậy mà chỉ trong vòng 10 ngày đi chơi mà mọi sự đã thay đổi đến chóng mặt. Ngày thứ nhất, ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở New York. Bệnh viện của hai đứa đều gửi email nhắc nhở mọi người cẩn thận, chú ý rửa tay thường xuyên. Ngày thứ hai, email từ bệnh viện nhắc lại từng bước mặc dụng cụ bảo hộ PPE trong trường hợp có bệnh nhân nghi mắc COVID-19. Ngày thứ ba, ca bệnh thứ hai xuất hiện dù không phải ở trong NYC mà là ở vùng ngoại ô New Rochelle. Đây lại là ca siêu lây nhiễm khi bệnh nhân này đã nhập viện từ cách đó mấy ngày với chẩn đoán viêm phổi và hoàn toàn không được cách ly. Khi biết tin này, mình đã bắt đầu thấy rùng mình khi nghĩ đến những người thân và nhân viên trong bệnh viện đã tiếp xúc với bệnh nhân này và hoàn toàn không mặc đồ bảo hộ, và nghi là trong vài ngày tới sẽ xuất hiện thêm nhiều ca lây nhiễm từ bệnh nhân này. Ngày thứ tư, có 9 ca bệnh mới và đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Bệnh viện bọn mình tiếp tục gửi email nhắc nhở nên hạn chế đi du lịch đến các quốc gia có dịch. Và nếu không có gì cần thiết thì đừng nên đi đâu cả, lúc này dịch đã bùng phát mạnh mẽ tại Ý. Ngày thứ năm, bệnh viện email nhắc là lúc nào nên dùng khẩu trang N95 và lúc nào dùng khẩu trang thường. Trong email, họ cũng cấm không được lấy nước rửa tay khô trong kho ra dùng. Lúc đọc email này, mình thấy buồn cười vì nước rửa tay khô bình thường để đầy trong kho, còn phát miễn phí cho bệnh nhân nữa, cớ gì phải cấm như vậy. Nhắn tin hỏi bạn thì mới biết là do mọi người bắt đầu mua sạch sản phẩm này trong siêu thị, và bệnh nhân và người đi thăm bệnh bữa giờ đã chôm hết trong bệnh viện, nên bây giờ nó lại là hàng hiếm và không được dùng thoải mái như xưa nữa. Ngày thứ 6, NY có 44 ca bệnh và hầu hết đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Email từ bệnh viện thông báo tất cả những buổi họp hay là bài giảng nào có nhiều hơn 25 bác sĩ đều phải bị hủy bỏ. Họ bắt đầu lo sợ nếu nhiều bác sĩ bị bệnh cùng lúc thì sẽ không có ai chăm bệnh nhân. Ngày thứ 7, NY có 89 ca, bệnh viện thông báo tất cả những bác sĩ và nhân viên đang làm việc ở nước ngoài đều phải quay về ngay lập tức. Bạn bè nội trú của mình đang thực tập một tháng ở châu Phi cũng bị bắt quay về. Bệnh viện cũng yêu cầu các bác sĩ đang được nghỉ phép phải khai báo là đã đi đâu và định đi đâu. Cả hai đứa mình đều phải đưa ra lịch trình đi chơi. Lúc này chỉ mong về nhà ngay vì cảm thấy tình hình khá căng thẳng. Ngày thứ 8, số ca tăng lên 106. Bệnh viện yêu cầu nhân viên nếu có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh đều phải ở nhà, không được đi làm để tránh lây nhiễm. Ngày thứ 9, 142 ca. Nước Ý thông báo giới nghiêm toàn quốc. Bệnh viện NY nhìn bệnh viện Ý bị quá tải và bắt đầu lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra ở đây. Bệnh viện của mình thông báo PPE bắt đầu bị thiếu hụt và yêu cầu hạn chế số người ra vào phòng bệnh nhân để tiết kiệm đồ bảo hộ. Bước sang ngày thứ 10, 173 ca.
Hai đứa mình về lại NYC, chuẩn bị đi làm lại và bước thẳng vào tâm bão. Từ ngày thứ 10 cho đến thời gian hiện tại thì mọi thứ hoàn toàn bị mất kiểm soát. Và đây cũng là hiện thực cuộc sống trong tâm dịch. Tất cả bệnh viện ở NYC hiện giờ đang hoàn toàn quá tải. Số ca bệnh cứ tăng lên gấp đôi mỗi 3 ngày. Số lượng bệnh nhân bị nặng và cần đặt nội khí quản khá cao. Và số máy thở đang vơi dần. Khi mình chia sẻ những dòng này thì bệnh viện của mình và của chồng mình chỉ còn khoảng 100 máy thở mỗi nơi. Và vấn đề không phải chỉ ở số máy thở mà còn là thiếu hụt số phòng và số nhân viên có thể chăm sóc bệnh nhân. Hiện giờ cả khoa nhi của bệnh viện cũng đã phải dọn qua bệnh viện khác để dành phòng cho bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện dã chiến đang được dựng lên khắp nơi và chính phủ đang kêu gọi các bác sĩ đã về hưu quay lại làm việc vì không đủ bác sĩ. Là sơ đồ bảo hộ PPE cứ vơi dần đều, ban đầu quy định là tất cả mọi người phải mang N95 khi khám bệnh nhân nghi nhiễm và phải thay khẩu trang giữa các bệnh nhân. Khi số lượng N95 giảm mạnh thì quy định mới lại là phép dùng lại N95 trong một ngày, rồi lại đổi thành chỉ dùng được N95 khi đặt nội khí quản, còn lại phải đeo khẩu trang thường. Và hiện tại bây giờ khi số lượng khan hiếm cùng cực thì mỗi bác sĩ chỉ được phát một khẩu trang, loại dùng một lần và phải dùng đúng cái khẩu trang đó đến khi nào có hàng mới về, ngày này qua ngày khác. Bình thường chuyện dùng lại khẩu trang là chuyện không tưởng và nếu bị bắt gặp thì sẽ bị phạt ngay. Nhưng thời điểm này thì bao nhiêu quy định đều không còn tác dụng gì nữa hết. Một hiện thực quá đau lòng là hầu hết bệnh nhân virus Vũ Hán khi mất đều ra đi một mình. Để ngăn lây lan, bệnh viện quy định người nhà của bệnh nhân không còn được vào thăm nữa và rất nhiều gia đình đã phải nhìn người thân của mình ra đi qua FaceTime và rất nhiều gia đình còn không hay biết người thân của mình đã mất vì bệnh viện không liên lạc với họ được. Và mất vì bệnh này, nếu không được tiêm morphine là cảm giác như đang chết ngạt khi phổi không còn cung cấp oxy cho cơ thể được nữa và đó là cái chết đau đớn và cô độc nhất. Là hầu hết nhà xác đều đã quá tải và không còn chỗ để thêm nên bây giờ thành phố phải đem xe tải đông lạnh tới để chở xác đi. Và vì lệnh cấm tập trung đông người nên người mất cũng không được có đám tang, người nhà tới giờ vẫn không thể gặp họ lần cuối được. Là sản phụ bây giờ phải đi sinh một mình, không được có chồng hay người nhà vào thăm để tránh lây nhiễm, là bao nhiêu ông bố lỡ dịp không được nhìn thấy con của mình ra đời. Là các nội trú sinh các ngành khác nhau đều được điều động đến để giúp cho đa khoa và cấp cứu khi họ hoàn toàn kiệt quệ về sức lực và quá nhiều bác sĩ đã mắc bệnh và phải ở nhà. Là quyết định cho sinh viên năm cuối trường y tốt nghiệp sớm để có thêm một lượng bác sĩ mới để giúp cho bệnh viện trong cơn đại dịch này. Là khi mà mình và bạn bè trong ngành đều không dám về nhà hay là gặp người nhà vì bọn mình đã mặc định là chắc chắn đã bị hoặc là sẽ bị nhiễm bệnh. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi và không đứa nào muốn để lây cho ba mẹ và ông bà. Cả tuần nay mẹ chồng mình đều tới nhà nhưng chỉ đứng ở bên ngoài cách vài mét và chỉ được nhìn và nói chuyện với hai đứa mình qua cửa sổ. Bà lại đòi vào nhà và chồng của mình nói mẹ không được để bị lây bây giờ. Nếu chẳng may bị bệnh mà phải vào bệnh viện thì mẹ phải vào một mình. Và nếu phải lựa chọn giữa mẹ và một bệnh nhân khác trẻ hơn thì chắc chắn bác sĩ sẽ đưa máy thở cho người kia vì cơ hội sống cao hơn. Nếu chuyện đó xảy ra vì con lây cho mẹ thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Thế là bà lại phải quay ra. Bọn mình phải sống trong nỗi sợ là sẽ lây bệnh cho chồng, cho vợ, cho người yêu, những người đang sống ngay trong nhà của mình. Bạn bè mình có người phải xuống ở tầng hầm, ngủ giường riêng. Có người phải ra thuê khách sạn. Đứa nào có con thì phải gửi con về ở với ông bà và tuyệt đối không dám gặp mặt. Hai đứa mình vì cùng là bác sĩ nên không có đường nào thoát và cứ mặc định là đứa nào bị trước cũng sẽ lây cho đứa kia thôi. Là khi dịch bệnh khiến cho người ta phải lường trước tình huống xấu nhất, các bác sĩ đều đang hối hả lập di chúc. Đặc biệt những ai đã có con, vợ chồng phải dặn nhau trước là nếu đến lúc hoàn toàn hôn mê thì có nên đặt nội khí quản không? Hay là cứ để cho ra đi thanh thản? Lời nói đùa mọi khi, nếu em có chuyện gì thì anh cứ đi lấy vợ mới đi, trong thời điểm này lại thành ra nói thật.
là các ông bố bà mẹ có con đi làm trong bệnh viện cứ như là đang ngồi trên đống lửa. Mẹ chồng mình thì mua đủ thứ thuốc bổ khác nhau, bắt hai đứa uống và mỗi ngày đều tiếp tế lương thực, nhưng chỉ dám để ở trước cửa vì không được vào nhà gặp mặt. Mẹ của đứa bạn mình mỗi khi nó trực đêm về là bà thức nguyên đêm nói chuyện cùng với nó vì bà lo đến không ngủ được. Ba đứa khác thì năn nỉ nó xin nghỉ làm, đến khi nào hết dịch rồi quay lại. Nhưng thời điểm này không ai nỡ xin nghỉ vì trách nhiệm với bệnh nhân và cả trách nhiệm với đồng nghiệp nữa. Trong thời điểm khó khăn này lại làm cho mình thêm trân quý những gì mà gia đình, bạn bè và cộng đồng đang chung tay góp sức giúp cho bọn mình chống dịch. Khi nhận được tin từ bệnh viện là chỉ còn đủ một khẩu trang cho mỗi bác sĩ, mình đã gửi tin nhắn cầu cứu đến một loạt bạn bè và hỏi xin nếu đứa nào còn khẩu trang thì cho mình mua lại. Vậy mà chỉ trong vòng mấy ngày, bọn mình đã hỏi dò người quen và bằng cách nào đó, mỗi người đều kiếm ra được vài chục khẩu trang gửi về cho mình. Ba mẹ cũng chạy khắp thành phố kiếm chỗ bán khẩu trang để gửi lên. Giờ vậy mà mình đã có đủ khẩu trang ít nhất đến khi có hàng mới về bệnh viện. Khi hàng loạt các nhà hàng và dịch vụ giao thức ăn đều quyết định tặng phần ăn cho bác sĩ và y tá để cho bọn mình tập trung làm việc. Từ Uber Eats, Squidrain rồi bao nhiêu tiệm bánh nổi tiếng. Chỉ cần đưa thẻ ID bệnh viện ra là sẽ được ăn miễn phí mà còn được giao tới tận bệnh viện nữa. Rồi thì nhãn hiệu giày và quần áo cũng tặng sản phẩm cho nhân viên y tế. Cả thành phố bây giờ đều dồn lực và hy vọng về các bệnh viện. Khi cả thành phố hẹn nhau chiều đúng 7 giờ cùng nhau vỗ tay cảm ơn và cổ vũ đội ngũ y tế trong bệnh viện, tới đúng giờ ngồi trong bệnh viện nhìn ra là thấy một loạt người dân đứng ở ban công vỗ tay náo nhiệt và vẫn giữ đúng luật không đi ra đường và không đứng gần nhau, lại cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Và vì tất cả những điều đó, mình tin là NYC sẽ qua được giai đoạn này. Cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu nữa thì không ai biết được. Nhưng virus Vũ Hán sẽ qua đi và thành phố này sẽ trở lại như xưa. Vì ở đây có những con người luôn hết mình vì nó và luôn có một niềm tin bất diệt vào thành phố không bao giờ ngủ. Cũng cầu mong cho mọi người những nơi khác hãy cẩn trọng hơn, đừng để sự lây lan như vậy. Dù có tìm được thuốc chữa trị ngay bây giờ đã đang có hiệu quả, nhưng với số lượng lây lan nhanh chóng như thế thì quá sức là nguy hiểm. Và những chia sẻ này, đây là chia sẻ để cho mọi người có thể có cái nhìn tổng quát về bối cảnh này. Cầu chúc cho tất cả mọi người sức khỏe và phòng dịch bệnh cho mình cũng như là cho người thân bằng cách cách ly tốt hơn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.